Hello và chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube của mình. Ok, và mình là Vững đây. Ok, thì hôm nay là bản cập nhật vừa mới cập nhật xong anh em ạ. Mình vừa cập nhật xong và mình vừa vào được game luôn đấy. Vắng vẻ, chưa có mấy ai vào được đâu. Mình nó đang rất là lag luôn anh em ạ. Đấy, thì trong bản cập nhật này sẽ có những cái gì thì bây giờ mình sẽ cùng đi khám phá nha anh em. Đấy, ok, thì đầu tiên đây thì đầu tiên chúng ta thấy là có thêm cái tiền, đó là thỏi vàng anh em ạ. Thỏi vàng play. Ôi nhắn tin nhiều thế nhở. Và chúng ta có một gói 109.000, đó là thành viên Plus. Đấy, thì với gói này chúng ta sẽ được ưu đãi điểm danh X2 này, nhận ngay phần thưởng miễn phí này. À, phần thưởng miễn phí này là 113.800 tiền anh em ạ. Và 570 ngọc quầy lời phết anh em ạ, nạp được anh em ạ. Và miễn phí hoàn toàn ngay nhiệm vụ hàng ngày này đấy. Và phần thưởng nhiệm vụ X3 này, giảm giờ phát triển thú cưng, giảm giờ phát triển cây trậu này, nhảy chướng ngại vật này, số lần câu cá không giới hạn anh em ạ. Tức là anh em mua cái gói này thì anh em sẽ tha hồ câu cá như cái phiên bản cũ anh em ạ. Còn này thì anh em sẽ không anh em sẽ có số lượt giới hạn lượt câu cá nha anh em. Đấy, thì tiếp theo là mình nhận đá quý của mình đã. Đấy. Và tiếp theo là gói bé khủng long. Gói là 149.000, xem nó có gì nào. À, một bộ khủng long siêu cute đáng yêu anh em ạ. Bộ đồ đồ tím luôn anh em ạ. Và tiếp theo xem còn gì mới không? Cũng chẳng còn gì mới, toàn mấy cái gói cũ anh em ạ. Cái này miễn phí. Toàn gói cũ anh em ạ. Đá quý 219.000. À, vàng đây anh em. Mà mình không biết là vàng nó sẽ để mua cái gì anh em Vàng không biết để mua cái gì. À, mình đi tìm xem vàng nó để mua cái gì nhé. Vàng để mua cái gì nhỉ? Mình vào shop quần áo xem vàng để mua cái gì. Ơ kìa, mấy ông này nhắn tin lắm thế nhở. Hơi lag anh em ạ. Có cập nhật đồ mới này, bộ áo quần áo Hawaii này. Ô, bộ này xịn xò phết anh em ạ. Bộ này xịn xò phết này, quần đùi cam. Cái này mới cập nhật à? Không phải, cái này lâu rồi anh em ạ. Nó chả có cái nào, chả có cái gì mua bằng vàng mà. Thế vàng để làm gì? Cái TV Play này là cái gì? Đăng ký làm đối tác. À, cái này tức là, chắc là đăng ký làm kiểu như YouTube gì 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 đấy anh em ạ. À, phần thưởng sau bảo trì nó cho cái gì? Ôi lắng thế. Mới cập nhật xong nhiều người vô lăng lăng quá anh em ạ. À, phần thưởng 20 ngọc này. Radio kiểu cũ này. Hợp lý anh em ạ. Được 20 tiền anh em ạ. Một chiếc radio này. Mấy cái này là cái gì nhỉ? Tí mình tìm hiểu sau. Và cái này có thêm cái gì? Hoa đang nở rộ. Bên này cũng không có cái gì mới cả. Thì bây giờ mình vào đây xem nào. Chả có gì anh em ạ. Bây giờ mình thử về nhà nhé, về về nhà xem nó có cái đồ gì mới nhiều. Ok, thì chúng ta có đồ mới anh em ạ. Đây là hồ câu cá trong nhà của đảo Tiki đấy. Một cái hồ câu cá rất là xinh, 108 ngọc anh em ạ, đơn giản thôi. Cái này bảng số xe trang trí tường. Cái này chỉ trang trí thôi. Cái này là bàn vuông nhà retro, bàn này cũng đẹp này. Đây là quạt lớn siêu tiên tiến. Áp phích phòng lab tương lai. Phòng lab tương lai thì anh em nào mà mua cái bộ phòng lab tương lai thì anh em nên mua. Bạt nhún à, cái này để làm gì ta, để nhảy à? Cái này chắc là nhảy nó nảy anh em ạ.
Xô đồ uống mát lạnh. Ừ, cái này cũng được này. Vách ngăn khí cao áp. Ồ, cái này gì? Tạm phòng lab tương lai. Em nào mua đồ phòng lab tương lai thì mua đủ bộ luôn anh em ạ. Nó có bán rồi này. Rất là nhiều đồ mới luôn anh em. Nhưng mà đa số là bán bằng ngọc. Đây, cái sofa này cũng đẹp này. Cái gì đây? Kệ xe hơi à? Vách ngăn ống phòng lab tương lai. What the hell? Cửa an toàn. Thế mà cái này hồi trước mua hơi bị đắt anh em ạ. Viên nang phục hồi sức khỏe 84. Đấy là đồ mới anh em ạ. Đồ mới chỉ có mấy đồ đấy thôi, chả có cái gì thêm mới mới nào ở đầu trên này hết rồi. Mới nào phần này hết rồi anh em ạ. Mấy cái mới nó đều ở đây rồi. Đấy, cái phòng lab tương lai này thì nên mua này, cái này đẹp này, cái này cũng đẹp này. Xịn sò luôn anh em ạ, mua đủ bộ luôn. Thảm gợn sóng, uầy. Uầy, quả thảm này này nó động động luôn anh em. Uầy, cái này xịn này. Phòng tắm nhiệt đới. Đây là ghế văn phòng công nghệ cao. Cái này cho phòng lab tương lai luôn này. Nó xịn này, nó đủ bộ này. Tủ retro, bàn lò xo tam giác. Biển kiệu nhiệt đới. Sàn gỗ. Nói chung là khá nhiều đồ mới anh em ạ. Vẫn không thấy cái gì bán bằng vàng ở đây. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài nhá. Mình nghĩ là cái vàng đấy để mua ô tô ấy anh em ạ. Theo mình nghĩ là như vậy. Bây giờ mình sẽ đến chỗ ô tô để xem có cái ô tô nào bán bằng vàng không nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi đến chỗ ô tô để xem ô tô nhá. Uầy, có Rolls Royce này anh em. Uầy, có Rolls Royce này. Con này chở Rolls Royce à? Uầy, xịn thực sự. Con này chỉ dành cho đại gia thôi anh em ạ. Có Rolls Royce này mình nghĩ là vàng, vàng chắc là để mua Rolls Royce anh em ạ. Wow, Rolls Royce anh em ạ, Rolls Royce anh em ạ. Xịn sò thật sự. Ui, quả Rolls Royce này cực đẹp luôn. Đâu xem nào. 15.000 anh em ạ. 15.000. 15.000 thì rơi vào bao tiền nhỉ? Nạp khá nhiều đấy. Còn quả này. Quả này 12.000. Còn mấy con xe này vẫn là mấy con xe cũ rồi anh em. Chẳng có con nào bán bằng vàng à.